Đồng chí Nguyễn Văn Huệ. Thơ. Lên ra ngoài hàng, lên xin lỗi quạt. Đó. Ừ, để tao quay tao nhìn quạt đã. Tức nhìn thấy quạt. Đó, xin lỗi đấy. Trần Văn Quân, tí về nó chửi đâu á. Tôi, Nguyễn Văn Huệ, chiến sĩ trung đoàn chỉ huy, tiểu đoàn 3, quân đoàn 024, quân khu 3, bộ quốc phòng. Báo cáo đồng chí quạt, hôm nay tôi thay mặt cho toàn bộ, toàn thể chiến sĩ của trung đội chỉ huy dưới giờ phút gọi là thiêng liêng đi. Thiêng liêng này, tôi xin hứa, xin thề sẽ không bao giờ vì cái ăn bỏ vào mồm, vì những phút ham chơi mà để cho đồng chí phải chạy một mình vất vả mệt nhọc cả ngày, phục vụ anh em tôi cả ngày lẫn đêm mà anh em tôi đã vô tâm, không để ý, không quan tâm đến đồng chí, để đồng chí nóng gan làm lại. Ngắn gọn thôi, xúc tích từ nhanh đến giờ khác. Cơ động ấy. Tôi một lần nữa nhắc lại, xin nhấn mạnh lại, thay mặt cho toàn bộ chiến sĩ trung đội chỉ huy xin lỗi đồng chí và quyết tâm không bao giờ để đồng chí phải làm việc quá giờ nữa. Quyết tâm tôi đã vô tình không phát quạt làm đồng chí chạy từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Tôi vô cùng an năn và hối hận, vô cùng hoang mang khi nhìn thấy đồng chí chạy nóng gan như vậy. Tôi xin thề lần sau sẽ không tái phạm nữa. Xin thề. Nào đúng rồi. Thằng nào nữa? Đồng chí Nguyễn Viết Quang. Okay. Vào xin lỗi quạt. Nhanh, thời gian có hạn. Kìa, mày chào ai đấy? Chào ai? Nó chào tao. Nói nhanh. Ôi, quá, chị xin thù gì được ba. Nếu là có không phải luôn, báo cáo chị quạt, có mặt, nhận dung xin tốt quạt. Ê! Đi mẹ, thế mày không xin lỗi à? Mày ngáo à? Đồng chí An Vũ. Vào nhận nội dung xin lỗi quạt, nhanh còn kịp. Tôi, An Vũ, chiến sĩ tiểu đội thông tin, trung đội chỉ huy, tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 303, báo cáo đồng chí quạt trần có mặt để nhận nội dung xin lỗi. Vào buổi tối ngày hôm nay, vì một phút lông nổi, vì một cái cơ may áo, vì ham chơi, không quan tâm đến tâm trạng cũng như là sức khỏe của đồng chí, để đồng chí chạy mất tầm, không có ý thức trách nhiệm trong việc tiết kiệm điện của đơn vị. Vậy hôm nay có mặt đứng đây dưới đồng chí quạt, tôi thay mặt cho toàn thể chiến sĩ trung đội chỉ huy cũng như chiến sĩ của tiểu đoàn 303 xin lỗi, không bao giờ tái phạm một lần nào nữa. Nếu mà tái phạm thì tôi tiếp tục xin lỗi. Mày bắt tao à, để tao giết tao nhắm quả.